Vâng, chào mừng quý vị trở lại với kênh Ba Tư Phan, nhịp cầu xe cũ. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, một cái thời tiết se lạnh của miền Bắc, không khí lạnh đã bắt đầu tràn về miền Bắc rồi. Và cái việc sở hữu một cái phương tiện để sử dụng cho gia đình, bảo vệ sức khỏe cũng như bảo vệ mưa nắng, tránh mưa, tránh giá rét của miền Bắc thì cũng đã đến thời điểm để quý chị có thể là xuất tiền để mua một chiếc xe phù hợp với cái nhu cầu sử dụng và với cái tầm tiền của gia đình mình rồi. Gió ở miền Bắc bây giờ rất là rét rồi, đúng không? Vậy thì quý chị hãy lựa chọn tại Ba Tư Phan những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng để có thể phục vụ nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Và đây, thưa quý chị, trước mặt quý chị đây là một mẫu Kia Morning, một chiếc xe cỡ nhỏ hạng A của hãng Kia, được sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn. Vâng, một chiếc xe cỡ nhỏ hạng A với cái mức giá tiền chỉ hơn 200 triệu thôi. Quý chị đã sở hữu ngay một chiếc xe để tránh mưa, tránh nắng hoặc có thể là kiếm ra tiền phục vụ cho gia đình. Dạ vâng, có thể sử dụng dịch vụ được. Những chiếc xe này nó có động cơ 1.25. Đây là một chiếc bản SI phiên bản đủ để dành cho quý chị sở hữu đây ạ. Dạ vâng, ta sẽ đi chi tiết về chiếc xe này trước khi đưa về cái giá cho nó ạ. Đầu tiên quý anh chị quan sát về cụm đèn pha của chiếc Kia Morning này thì ta thấy rằng bản SI bản đủ thì nó đã được trang bị một cặp đèn bi-positor, vâng, phân khúc hạng A nhưng đã có đèn bi rồi. Và sau đó cái thiết kế mặt đèn của chiếc xe này thì cực kỳ là đẹp mắt luôn, có thêm giải LED ban ngày, vâng, rất là sáng và ánh loạn. Cái thiết kế mặt đèn của chiếc xe Kia Morning này nó rất là đẹp mắt và nó khá là sang trọng. Đây chỉ có bản đủ có thôi. Và sau đó đèn gầm thì cũng có đèn gì đây ạ, đèn bi gầm đây quý chị nhé, rất siêu sáng vào ban đêm. Rồi, thiết kế của bản đủ thì quý chị nhìn nó quen mắt, nó có những cái giải đỏ ở cái phần mặt ca lăng nhìn rất là đẹp mắt. Vâng, bản đủ SI, còn bản thiếu thì sẽ không có những cái chi tiết option đó đâu ạ. Vâng, cho nên với cái việc mua một chiếc xe bản đủ để về sử dụng cũng rất là cần thiết cho quý anh chị. La răng phay rồi quý chị nhé. Dạ vâng, lốp thì khá là đều. Quý chị có thể quan sát được sơn si của chiếc xe thì nó còn nguyên bản rất là nhiều và nó nhìn không bị loang màu. Nếu như cái màu trắng này nó bị sơn lại nhiều thì nó sẽ rất là loang lổ, nó như mèo tam thể ấy. Điều này không tránh được với những chiếc xe màu trắng mà bị sơn lại nhiều. Nhưng với chiếc xe này, quý chị quan sát thì sẽ thấy rằng là nó không bị loang lổ, màu sơn cực đều. Quý chị đến nhìn tận mắt cũng sẽ thế thôi. Nhất là bây giờ quay trực tiếp như thế này, quý chị nhìn cũng sẽ thể nhìn thấy là nó rất là đều, đúng không ạ? Xi nhang tích hợp chân gương rồi. Và tất cả những chi tiết của chiếc xe còn khá là đều qua thời gian 5 năm sử dụng. Phần phía sau của xe với chiếc xe bản đủ thì được trang bị đèn LED và giải LED ban ngày. Đây là những cái ống LED và những cái cụm đèn LED nhỏ ở phía bên trong, khi bật lên rất là sáng và rất là sáng vào ban đêm, tạo cái điểm nhấn cho chiếc xe này. Xe có trang bị đèn phanh trên cao, nóc của xe thì đã được dán màu đen nhìn khá là đẹp mắt. Đèn của phía sau là đèn gầm đây, nó là hình tròn khá là đẹp. Vâng, ống sạc kép đó là bản đủ của chiếc xe này. Đấy, đèn đóm khá là đều và khá là đẹp. Quý chị có thể quan sát ở phần phía sau ở đây ạ. Vâng, ta sẽ thấy được rằng là đây là một chiếc xe sau 5 năm sử dụng thì nó còn khá đẹp quý anh chị ạ. Này, cốp điện quý chị nhé, cốp điện. Ok, cốp điện. Tất cả từng chi tiết của chiếc xe là còn nguyên bản. Vâng, từng chi tiết của chiếc xe nguyên bản luôn. Tất cả các con ốc, đường gân khe là còn chuẩn mực. Quý chị cứ yên tâm. Bây giờ, đó, ok. Bây giờ ta sẽ đi quan sát về phần nội thất của chiếc xe. Nội thất của chiếc xe Kia Morning, đây là phiên bản đủ cho nên nó đã lên được những cái option như thế nào để quý chị có thể quan sát. Keo chỉ thì zin 100%, táp nô táp ly, đây xe gia đình cho nên không có khoan đục gì đâu quý chị nhé. Đấy, ta sẽ đi chi tiết hơn. Sản xuất 2015, phiên bản đủ. Hãy ghế da theo xe rất đẹp, rất căng, rất mịn. Tất cả các đường keo chỉ là còn zin đét. Đấy, quý anh chị có thể
chân nỉ theo xe, không có vết gì đâu. Chân nỉ theo xe. Đấy. Thì trên cái mặt táp lì của cái phần cánh lái thì nó có gương kính chỉnh điện này và gương gập tự động này, rất là đầy đủ luôn. Một chiếc xe phân khúc hạng A nhưng có đầy đủ những cái tính năng option như thế này. 4 kính điện, 1 kính auto, tuyệt vời. Nói chung là những tính năng quá tuyệt vời. Đấy, cửa sổ xe. Ok nha quý chị nha. Ta sẽ quan sát đây ạ. Đấy, ghế da đây. Ghế da theo xe đây. Tất cả miếng nhựa đây, có vết xước luôn. Bây giờ ta sẽ đi sâu hơn vào cái phần nội thất trong khoang xe. Cần số theo xe đây quý chị này. Đây, cần số theo xe đây. Và còn khá là đẹp, không hề có vết chảy xước gì. Và tiếp theo, điều hòa tự động, auto, chìa khóa cơ. Và chìa khóa cơ nhưng nó là chìa khóa điện thông minh rồi. Đây ạ, và tất cả những cái phím chức năng của chiếc xe vẫn còn ok. Đấy, táp ly táp lô. Xe trang bị là một túi khí thôi. Một túi khí theo xe thôi quý anh chị nhé. Một túi khí ở cái phần ghế lái thôi. Chúng là phân khúc hạng A, cỡ nhỏ như thế này thì nó không quan trọng lắm đâu về cái phần túi khí đâu quý anh chị ạ. Còn cái khoang để đồ cũng khá là rộng rãi đối với dòng Kia Morning này. Bây giờ ta sẽ quan sát về phần máy của chiếc xe để xem. Điều hòa tự động rồi. Đây, chân phanh, chân côn này, rất là ok luôn quý anh chị nhé. Còn nguyên tem. Bây giờ ta sẽ quan sát phần động cơ của chiếc xe để xem cho rằng động cơ của chiếc xe này qua quá trình 5 năm sử dụng là nó đã đến đâu rồi. Chiếc xe này bên em cũng chỉ rửa nước lã thôi. Đấy, tất cả còn nguyên vẹn nhé quý chị nha, không có sự va chạm nào đâu. Đấy, quý chị có thể nhìn động cơ này, bên em cũng chỉ rửa nước lã để có thể về bán cho quý chị thôi, không có rửa hóa chất để có thể làm hại đến chiếc xe. Thì với động cơ 1.25 thì đây là phiên bản đủ 4 máy và nó đã được trang đấy, còn nguyên từ zin từ nắp dàn cò quý anh chị nhé. Chưa có tác động gì của cơ lê mỏ lết cả. Tất cả mọi chi tiết còn nguyên bản với chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2015, động cơ 1.25 phiên bản đủ. Vậy thì chiếc xe này bên công ty Ba Tư Phan đang chào bán với mức giá nào thì quý anh chị đang quan tâm đúng không ạ? Hơn 200 triệu đồng quý anh chị sở hữu ngay một chiếc Kia Morning phiên bản đủ sản xuất năm 2015 bản SI. Vâng, và nó đang được bán với mức giá đó là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng, bao hồ sơ cho quý anh chị, hỗ trợ trả góp ngân hàng, hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý anh chị. Quý anh chị hãy đến địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, tại địa chỉ công ty, hoặc điện thoại trực tiếp cho em Dũng theo số điện thoại 0916 111 768 để có thể biết thêm thông tin chi tiết của chiếc xe này và được tư vấn hỗ trợ về ngân hàng, cũng như được tư vấn hỗ trợ về tất cả những chiếc xe đang được bày bán tại công ty Ba Tư Phan. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.